hãy chăm sóc Elinda, ta sẽ trở lại. Sau 15 năm dài đằng đẵng, đứa trẻ tên Elinda ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Thế nhưng Elinda vẫn chưa biết gì về người cha của mình. Sao rồi con gái? Tới khi nào thì con mới được gặp cha? Khi nào con nhấc được cây búa đó? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chứ trong làng này đâu có ai nhấc được nó đâu. Elinda, chỉ người nào xứng đáng mới có thể nhấc được nó thôi. Và cha đã để lại nó cho con, chắc chắn người đã đặt niềm tin vào con rất nhiều đó. Lần nào mẹ cũng nói như vậy hết, nhưng mà chẳng bao giờ nói cha là ai, cũng chẳng bao giờ nói khi nào cha mới về. To à, chàng khi nào mới quay trở về? Sếp, tình hình của Thor thế nào? Bẩm, chàng đã thành công trong việc đẩy lùi tộc khổng lồ băng. Có lẽ sẽ trở về sớm thôi ạ. Rất tốt, con đã chuẩn bị gì cho buổi thi đấu ngày mai? Con đã tập luyện rất chăm chỉ, chắc chắn con sẽ giành được quán quân. Rất tốt, ta hy vọng rất nhiều vào con đó. Ước gì cha cũng nói như vậy. Hả? Cha? Thor, chiến sự thế nào? Trận chiến đã kết thúc, tộc khổng lồ băng trong khoảng 200 năm tới sẽ không dám gây hấn với chúng ta nữa đâu. Ngày mai cũng là ngày thất thi đấu, còn có... Thor, ngày mai là ngày quan trọng với con bé, còn không có lời nào muốn nói hay sao? Không cần thiết. Xin ngài đừng giận mà. Con đã phải chịu khổ rồi. Thưa ngài, con về chuẩn bị cho cuộc thi ạ. Con về đi, nhớ chuẩn bị cho kỹ. Không buồn sao? Một vị thần băng giá thì trái tim cũng băng giá luôn sao? Hay thật đó. Hela, dừng những lời nói khó nghe đó lại. Hãy tập trung vào trận đấu ngày mai đi. Con gái của Thor thì sao chứ? Được Odin quan tâm tới vậy sao? Trong khi Hela là con của Loki, cũng là con cháu của Odin, tại sao lại không được như vậy? Được, ta sẽ xem sự kiêu ngạo kia sẽ như thế nào. Tới ngày thi đấu, Hela cùng Red được sắp xếp thi đấu cùng nhau. Thế nhưng vì có sự nhúng tay của Hela, Red chẳng thể nào chiến thắng được. Đúng là một đứa con rơi. Cha ngươi không dạy gì sử dụng cung tên như thế nào cho đúng cách nhỉ? Có lẽ đứa phải là con ruột của Thor thì mới được dạy sử dụng cung tên đúng cách. Năng lực của ngươi chỉ tới đó thôi sao? Ê là đủ rồi. Ta nghe nói đứa con thực sự của Thor đang ở dưới hạ giới, được cưng chiều lắm. Biết đâu nó lại phù hợp để thay thế vị trí của nữ thần băng giá nhỉ? Sắp có kịch hay xem rồi đây. Ê là, chúng ta có chuyện cần nói. Với tâm trạng rối bời vì những lời nói cay độc của Hela, Red dường như càng lún sâu vào thất vọng với người cha Thor của mình. Và mọi thứ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi lần đầu tiên sau 15 năm sinh ra, Red thấy Thor cười hạnh phúc. Thor, tới đây. Lúc
này Rết bắt đầu gian dớm ghen tị với người chị gái xa lạ. Nàng đưa ra một quyết định sai lầm khi sử dụng năng lực của mình. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Năng lực của Rết đã biến Trần Giang từ mùa hạ nóng bức sang mùa đông lạnh tẻo. Thế này là thế nào? Trước sự thay đổi này, những người Trần chỉ biết cầu nguyện tới các vị thần xin cho mùa hè quay trở lại. Hả? Rết, chuyện này là sao? Rết, ta yêu cầu một lời giải thích. Con thấy một kẻ xấu nên con muốn trừng phạt hắn. Dừng lại ngay. Nhưng đó là... Không dừng gì hết. Rết, chúng ta đã thống nhất về việc không can thiệp tới Trần gian đúng không? Sức mạnh của một vị thần sử dụng không hợp lý sẽ để lại rất nhiều hậu quả. Con cần phải bị trừng phạt vì hành động lần này. Người đâu? Nhốt con bé vào ngục một ngày. Con tự biết đường. Sao cô con gái cưng của thần sấm vĩ đại lại ở trong ngục chỉ vì một lỗi làm nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Qua sự việc này, hẳn là rõ ai đã là đứa con gái rơi rồi nhỉ? Ta không phải là con rơi, ta là con gái của Thor, là con của Ship, là True, là vị thần của bạn gái, ai cũng biết điều đó mà. Thế họ có biết rằng chính Thor là người nhốt con gái của mình vào ngục? Có người cha nào lại như thế không? Nếu là ta, chẳng đời nào ta cam chịu bị đối xử bất công như thế này cả. Không phải gì của ngươi. Đồ hèn nhát. Trong lúc đó, người mẹ hiền vẫn chưa biết rằng có một mối nguy hiểm đang tìm tới mình. Mẹ. Hả? Bà có mối quan hệ như thế nào với Thor? Cô là ai? Con gái của Thor. Thor sẽ không về đón mẹ con ta sao? Bà là gì của Thor? Ta là vợ của Thor. Thor chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là mẹ của ta, thần Ship. Dù nhanh nhẹn tới mấy, mẹ, nhưng đứng trước vị thần ơi, Elinda hoàn toàn không thể chống lại. Mizuni ở đây. Vậy ngươi chính là kẻ được Thor yêu thương nhất. Ngươi dám cướp đi sự quan tâm của Thor. Thứ đáng ra ta phải nhận được, ngươi phải trả giá. Hả? Cô là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi? Phạm nhân không có tư cách chất vấn thần thánh. Elena, mẹ đây, có mẹ đây rồi. Tình cảm thật đấy, ta sẽ cho cả hai người được bên nhau mãi mãi. Tình cảm của người mẹ là bất diệt, nhưng tấm lòng của người con cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Chứng kiến sự dũng cảm hy sinh vì người khác của Elena, cây búa Emsoner thần thánh đã chấp nhận sự giúp đỡ và giải cứu cô nàng. Điều này cũng có nghĩa, từ lúc này Elena hoàn toàn có thể sử dụng được sức mạnh từ Emsoner như những vị thần sấm Thor có thể. Nhưng đó chỉ gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ của vị thần băng giá. Bị kích động, Rết lại càng giận dữ hơn. Cô muốn đánh bại người con gái trước mặt để có thể trấn an bản thân mình rằng mình xứng đáng với sự quan tâm của Thor hơn. Elena cũng chẳng chịu thua. Cô cố gắng dùng những gì có thể đánh bại Rết, người đã tấn công hai mẹ con cô một cách vô lý. Nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình, Rết hoàn toàn đi trước Elena một bước. Rết quyết định sẽ dồn nén toàn bộ thứ cảm xúc tiêu cực của mình vào chiêu thức cuối cùng này, tàn phá tất cả. Thế nhưng Elena chưa thể làm chủ hoàn toàn sức mạnh của cây búa, nên các tia sét bắn ra là rất yếu, không đủ sức mạnh phá hủy khối băng khổng lồ. Kết thúc đi, con người mà dám chống lại thần thánh hay sao? Cứ thế, cây trừ băng khổng lồ lao xuống như muốn chẻ đôi những hy vọng của cô gái bé nhỏ. Nhưng không,
cuối con đường tăm tối sẽ luôn có một tia sáng hy vọng. Elena không thể biết được rằng người vừa ra tay giúp đỡ mình chính là thần sấm Thor hung mạnh. Chết! Dừng tay lại! Thấy những việc mình vừa làm đã khiến Odin phải ra mặt, rất cực kỳ sợ hãi. Tại sao bây giờ cha mới tới? Mọi sự việc xảy ra ngày hôm nay, nguyên nhân chính là do sự quyết định của ta, cũng như cách mà chúng ta quan tâm và dạy dỗ con cái. Ta đã có lỗi khi ngăn cản Thor có được tình yêu của mình. Nhưng đó là điều bắt buộc để duy trì sự tồn tại yên bình của cửu giới. Thor, con có muốn nói gì không? Trus, Elena, cả hai đều là con gái của Thor hùng mạnh. Tuy mỗi người có một cuộc sống cách biệt, nhưng vẫn luôn thừa hưởng tính cách mạnh mẽ của ta. Ta hy vọng hai con có thể xóa bỏ đi mâu thuẫn trước đây. Trus, ta có lỗi khi đã lạnh nhạt với con, thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, đã khiến con suýt chút nữa đi lầm đường. Đó là sai lầm của ta. Elena, trước đây ta không thể chăm sóc cho con, chỉ có thể để lại cây búa Emsoner như một lời hứa rằng ta sẽ trở lại. Từ bây giờ, nó sẽ thuộc về con. Từ nay, ta sẽ không để những sai lầm đó lặp lại nữa. Hãy tha thứ cho ta.